Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, mời quý vị cùng suy gẫm bài học Kinh Thánh hôm nay có đề tài Thói đời trọng giàu khinh nghèo, để nhận được sự nhắc nhở từ lời Chúa. Là con cái của Chúa, chúng ta cần sống công bằng, yêu thương đối với mọi người. Bài học nương trên các câu Kinh Thánh trong Châm Ngôn chương 14, câu 19 đến câu 24. Người ác phục trước mặt người thiện, và kẻ dữ cúi lại ở ngoài cửa người công bình. Người nghèo khó, giàu láng giềng cũng ghét bỏ, nhưng bằng hữu của người giàu thì nhiều thay. Ai khinh bỉ kẻ lân cận mình phạm tội, còn ai thương xót người khốn khó lấy làm có phước thay. Kẻ toàn mưu ác há chẳng lầm lạc sao? Còn nhân từ và chân thật thuộc về người toàn mưu thiện. Trong các thứ công việc đều có ích lợi, nhưng miệng nói nhiều chỉ dẫn đến sự thiếu thốn. Giàu có là mão triều thiên cho người khôn ngoan, còn điên cuồng của kẻ ngây dại chỉ là điên cuồng. Câu gốc của bài học: người nghèo khó giàu láng giềng cũng ghét bỏ, nhưng bằng hữu của người giàu thì nhiều thay. Châm Ngôn chương 14 câu 20. Câu hỏi suy gẫm: người đời thường cư xử thế nào đối với người nghèo? Vua Salomon dạy con thế nào để tránh khỏi cách sống trọng người giàu khinh người nghèo? Cơ đốc nhân phải sống thế nào để thể hiện tâm tình kính Chúa yêu người? Kính thưa quý vị, người đời có câu: giàu sang phú quý triệu người kính, bần cùng nghèo khó vạn người khinh. Lấy tiền bạc vật chất làm thước đo giá trị của một người là quan niệm sống khá phổ biến trong xã hội. Hậu quả là nhiều người đã mãi mê chạy theo tiền bạc, coi trọng vật chất đến nỗi quên cả tình người. Vua Salomon nói lên một thực tế khá xót xa: khi con nghèo, dù người thân láng giềng cũng bỏ con, nói chi đến những người bạn quanh con khi con giàu có. Câu 20. Làm sao tránh được cảnh giàu được người quý, nghèo bị người khinh? Qua lời vua Salomon dạy con, chúng ta nhận biết những điều Chúa dạy rất cụ thể mà ông muốn con thực hiện. Thứ nhất, con phải nhân từ với người nghèo. Ai khinh bỉ kẻ lân cận mình phạm tội, còn ai thương xót người khốn khó lấy làm có phước thay. Câu 21. Đừng vì thấy người nghèo yếu thế mà toan mưu ác, ức hiếp hay làm tổn thương họ, nhưng phải làm điều thiện giúp đỡ người khốn khó. Thứ hai, đừng vì con nghèo khó mà bất chấp đạo lý, rời xa luật lệ Chúa để tranh thủ làm giàu. Đừng thấy người gian ác sao thịnh vượng, còn người công bình cứ nghèo khó rồi làm những điều trái với lương tâm, đạo đức. Con phải nhớ rằng, người ác rồi cũng phải phục, cúi lại người công bình. Câu 19. Thứ ba, con không được biếng nhác mà phải nỗ lực, chăm chỉ làm việc. Mọi công lao đều đem đến ích lợi, nhưng lời nói suông chỉ mang lại cảnh nghèo nàn. Câu 23, bản truyền thống hiệu đính. Thay vì than thân trách phận sao phải nghèo nàn, thì hãy dùng thì giờ sức lực Chúa ban cho để cố gắng làm việc. Khi con sống khôn ngoan theo đường lối của Chúa, con sẽ nhận sự giàu có không chỉ về phương diện vật chất, nhưng điều quan trọng hơn là giàu có về phương diện tâm linh. Trong câu chuyện ẩn dụ về người Samari nhân lành, Luca chương 10 câu 25 đến câu 37, Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng muốn được hưởng sự sống đời đời, con người phải biết kính Chúa yêu người và sống nhân lành với người lân cận. Cơ đốc nhân phải có quan niệm sống khác hơn quan niệm trọng giàu khinh nghèo của người đời. Bên cạnh đó, chúng ta phải hết lòng, hết sức, hết ý gìn giữ luật lệ của Chúa, siêng năng làm việc như sứ đồ Phao-lô dạy. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng. Roma chương 12 câu 11. Xin Chúa cho mỗi chúng ta vâng theo lời Chúa dạy,
sống sáng danh Chúa qua cách cư xử, lời nói và việc làm của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì lời Ngài đã dạy con phải siêng năng làm việc, phải có lòng nhân từ và cẩn thận làm theo lời Chúa dạy. Cầu xin Chúa Thánh Linh cáo trách những lỗi lầm trong con, cho con biết thay đổi từ suy nghĩ đến hành động để đời sống con làm vinh hiển danh Chúa. Amen. Quý vị thính giả thân mến, có điều gì chúng ta cần thay đổi trong cách sống để làm sáng danh Chúa? Tình yêu trong Chúa rộng rời, chẳng hề phân biệt ai người giàu sang. Đời sống con Chúa rõ ràng, sống đời công chính, ơn càng thêm ơn. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.